Nè con nhìn coi cô biết không? À, Minh Thuê à? Không, nhà của ông bà để lại. Ông bà để lại là cái nhà này cũng chưa tới 10 mét vuông. Ừ, nó vậy đó. Dạ. Nhưng mà nó được, nó có 2 tầng lầu. 2 tầng lầu. Ừ. Rồi mình sinh hoạt dưới này, con ở trên bên ở trên kia. Ở trên kia. Ở dưới này mình cũng bán. Ba mẹ con ở, vừa ở gác gác vậy. Ngăn phòng ra. Hồi xưa đó thì chật hẹp cũng quen, nhưng bây giờ sống thì cũng quen rồi. Nhưng mà giờ theo thời tiết ấy, nóng được thì cũng nóng được con. Ừ. Theo thời tiết á, mình cũng nóng thì chật hẹp cũng nóng, nhưng mà thôi bây giờ mình phải chịu như sai vậy. Sợ cháy sợ chứ. Hồi xưa này con biết cái khu này là khu chợ cháy mà. Người ta đặt là khu chợ cháy. Vì sao chợ cháy? Cháy hoài. Sau năm 75 mới nhà nước mới cất kiên cố lại nè. Chứ hồi xưa là không phải được như vậy đâu. Ừ. Là nó không có cháy nữa, nhưng mà cách đây 14 là cháy vô hàng gà. Giờ mong muốn cũng được, nếu có tiền luôn, căn nhà ở ngoài. Mọi giờ mong muốn thì cũng được thôi, kể với con.